Nhiều bạn thì cứ nghĩ rằng là rửa mặt phải thật sạch, thật là kỹ thì mới có thể ngừa mụn được đúng không? Thật ra không phải là như vậy đâu. Và hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ chỉ cho các bạn những cái phương pháp rửa mặt đúng cách này và những cái sai lầm cần phải tránh để làm sao chúng ta có thể skin care vừa đủ sạch thôi mà da vẫn có thể là sạch khỏe. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là nói về rửa mặt. Rửa mặt thì rất là đơn giản đúng không? Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn rửa mặt. Vậy thì chúng ta đã rửa mặt thực sự đúng chưa? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua hai phần. Phần đầu tiên đó là làm sạch cơ bản của da thì cần những bước nào. Và phần thứ hai đó là những cái sai lầm cần phải tránh trong việc rửa mặt để da không bị tổn thương nhiều. Và đúng rồi đấy, trước khi điều phần đầu tiên thì bác sĩ Ngọc muốn mời những bạn mới đến với kênh YouTube này, chúng ta hãy tham gia vào trong group Skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này và hãy like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa. Hàng ngày thì có rất nhiều những kiến thức miễn phí ở trên hai cộng đồng này. Bác sĩ Ngọc trao đi kiến thức rất là nhiều và tất cả các chị em và các anh em ở trong hai cái group và fanpage này thì đều đặt câu hỏi rất là nhiều và chia sẻ nhiều cái tip và cái mẹo trị mụn của mình nữa, thì các bạn hãy tham gia vào trong hai cộng đồng này nhé. Và phần đầu tiên đó là những cái bước làm sạch da cơ bản thì gồm có gì? Thì chúng ta đã nghe đến double cleansing rồi đúng không? Chắc các bạn ai cũng biết rồi, double cleansing đó là làm sạch hai bước. Cái này thì nó rất là cơ bản thôi, đó là gồm có tẩy trang này và sữa rửa mặt này. Vấn đề là chúng ta chọn tẩy trang như thế nào, chọn sữa rửa mặt thế nào để cho nó phù hợp với tình trạng da của mình. Nếu như mà các bạn đang là một làn da dầu mụn này mà chúng ta lại không phải make up thường xuyên thì bác sĩ Ngọc khuyên là các bạn hãy dùng tẩy trang nước nhé. Có mấy dạng như là dạng dầu này, dạng nửa dầu nửa nước này và dạng kem này và dạng nước hoàn toàn, thì trong đó chỉ có duy nhất cái dạng nước hoàn toàn là chúng ta có thể làm sạch, lau nhẹ nhàng mà không cần rửa lại với nước thôi. Còn đâu thì những cái dạng nửa dầu nửa nước này, dạng kem này, dạng dầu thì cái việc lão hóa của nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Và nếu như chúng ta không, cái công việc nó không yêu cầu phải make up nhiều và chúng ta chỉ bôi kem chống nắng thôi thì có thể dùng tẩy trang nước thôi là an toàn và dễ dàng làm sạch nhất. Và thứ hai đó là bước sữa rửa mặt. Thì sữa rửa mặt thường thường các bạn cũng không quá là kén chọn đúng không? Các bạn thường là cứ rửa sạch là được đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều loại sữa rửa mặt mà khi dùng xong chúng ta sẽ cảm giác rất là căng và rất là khô da. Và bất kể sữa rửa mặt nào, dù có thể là nhẹ dịu hay là những cái loại làm sạch sâu, thì khi mà rửa mặt xong nó cũng sẽ làm thay đổi đi cái lớp màng pH ở trên da của chúng ta, lớp màng axit ở trên da của chúng ta, và nó có thể làm biến đổi một chút cái cấu trúc của hàng rào bảo vệ. Thì chúng ta biết rằng là cái lớp màng axit ở trên da của chúng ta nó sẽ duy trì chúng ta cái độ pH trong khoảng từ 4,5 cho đến 6,2, đó là trên da mặt. Và khi mà chúng ta có một cái độ pH duy trì như vậy thì nó sẽ ngăn chặn được những cái vi khuẩn xấu, những cái tác nhân xấu như là nấm mốc đến mốc vi khuẩn xấu, và nó duy trì những môi trường tốt cho lợi khuẩn phát triển. Và khi mà chúng ta liên tục dùng những cái loại sữa rửa mặt mà có độ pH cao làm ảnh hưởng đến cái lớp màng axit ở trên da của chúng ta thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta dễ dàng bị tổn thương hàng rào bảo vệ hơn và có nguy cơ cao hơn trong cái việc mà thâm nhiễm thêm nhiều những vi khuẩn gây hại bên ngoài. Và sữa rửa mặt thì cũng có rất là nhiều dòng, và những dòng làm sạch sâu và tạo bọt nhiều đó là dạng foam, thì cái này sẽ ưu tiên cho những bạn nào mà da rất là khỏe và nhiều dầu thôi. Còn những bạn nào mà có làn da mụn nhạy cảm thì chúng ta sẽ dùng những dạng như là dạng gel này hoặc là dạng milk, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn hai dòng sữa rửa mặt nhé, một dòng dành cho buổi sáng và một dòng dành cho buổi tối. Thật ra cái việc mà là có hay không dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng thì nó vẫn còn khá là nhiều những cái bình luận, tức là nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Bác sĩ Ngọc thì cho rằng là nếu như mà những ngày mà các bạn không phải đi ra ngoài này, buổi tối không phải đi ra ngoài này, và chúng ta chỉ ở trong nhà thôi và skincare cơ bản thôi, và sáng hôm sau nó không có quá nhiều dầu và không cảm thấy không bị nặng mặt thì chúng ta rửa mặt bằng nước thường thôi, sau đó chúng ta lau lại bằng toner thì nó cũng khá là ok. Còn thông thường thì chúng ta có thể lựa chọn một loại sữa rửa mặt dạng sữa nhẹ dịu dùng buổi sáng này, hoặc là những loại mà pH sinh lý dùng vào buổi sáng này. Còn buổi tối thì chúng ta sẽ dùng những dòng sữa rửa mặt mà hỗ trợ trong cái việc điều trị mụn hoặc là xử lý những vấn đề da của chúng ta. Ví dụ như là những loại sữa rửa mặt buổi tối thì có thể chứa cả salicylic acid này hoặc là AHA này để làm sạch da tốt hơn. Còn ban ngày thì chúng ta sẽ dùng những sữa rửa mặt nhẹ dịu thôi, sữa rửa mặt dạng sữa thôi, thì nó sẽ đỡ bị mất độ ẩm buổi sáng quá nhiều và nó không gây kích ứng da nhiều. Và bây giờ đi vào phần 2, đó là những cái sai lầm trong cái việc rửa mặt khiến da chúng ta dễ dàng bị tổn thương, thậm chí là có thể bị nguy cơ lên mụn nhiều hơn. Thì cái sai lầm đầu tiên cần tránh đó chính là chúng ta rửa mặt và massage quá kỹ. Nhiều bạn cho rằng là chúng ta sẽ phải rửa mặt thật là kỹ, thật là lâu, làm sạch thật là kỹ, thật là kỹ, thật là kỹ, thật là kỹ, 5-10 phút rửa sữa rửa mặt trên da, sau đó thì rửa đi nó mới sạch được. Thật ra không phải là như vậy. Khuyến cáo thông thường là cái sữa rửa mặt chúng ta chỉ massage trên da từ 1-2 phút thôi, massage đều tay và nhẹ nhàng như vậy khoảng 1-2 phút thôi là đã có thể đủ làm sạch rồi. Trước đó chúng ta phải có một bước làm sạch bằng tẩy trang nhé, sau đó double cleansing thì chúng ta rửa mặt massage khoảng 2 phút, như thế là đã rất là ổn để làm sạch rồi. Nhưng mà càng để sữa rửa mặt tiếp xúc với cả da lâu thì nó sẽ càng làm thay đổi cái màng pH, cái màng axit ở trên da, và nó sẽ khiến cho da của chúng ta dễ dàng bị tổn thương hàng rào bảo vệ hơn rất là nhiều. Và sai lầm thứ hai đó là chúng ta lạm dụng cái việc dùng máy rửa mặt.
Hiện tại thì máy giặt này, máy rửa bát này, máy lau nhà chúng ta có thể dùng hàng ngày thay thế cho sức lao động của chúng ta đúng không? Nhưng mà máy rửa mặt không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ dùng hàng ngày được như vậy. Vì sao? Bởi vì là máy rửa mặt thì nó đóng vai trò như là một cái tác nhân tẩy rửa chất vật lý. Và nếu như chúng ta càng lạm dụng nhiều như vậy, kể cả tẩy rửa chất vật lý thì chúng ta cũng không thể lạm dụng được đúng không? Một tuần chúng ta chỉ làm nhiều lắm là khoảng 2 lần thôi. 2 lần thôi là bác sĩ Ngọc nghĩ là đã ổn rồi. Còn đối với cả máy rửa mặt cũng vậy, nếu như các bạn thấy là làm sạch sâu này, đầu lông massage này, kích thích tăng sinh collagen này và làm sạch kỹ trong lỗ chân lông mà các bạn dùng nhiều quá, các bạn dùng một ngày 2 lần hoặc là ngày nào các bạn cũng dùng thì nó sẽ khiến cho da chúng ta dễ bị mỏng hơn rất là nhiều và nhạy cảm hơn nhiều nữa. Vì vậy cho nên nếu như các bạn có một làn da khỏe, một làn da mà không có nhiều mụn viêm thì chúng ta có thể dùng máy rửa mặt được. Tuy nhiên là chúng ta hãy chỉ dùng khoảng 2 lần một tuần hoặc 3 lần một tuần là nhiều thôi, và mỗi lần cũng chỉ massage trên da khoảng 2 phút thôi nhé. Và một cái điều cần tránh số 3 đó là chúng ta bỏ qua bước toner. Thật ra cái này nó có rất là nhiều quan điểm nhé. Còn quan điểm của bác sĩ Ngọc thì là chúng ta hãy nên dùng toner, bởi vì không phải là loại máy rửa mặt nào nó cũng sẽ có cái độ pH sinh lý. Và cái việc chúng ta dùng toner thì sẽ đưa ra về cái độ pH tự nhiên, giúp bảo vệ cái lớp màng axit và cái hàng rào bảo vệ của chúng ta tốt hơn. Thêm nữa là việc dùng toner chúng ta có thể dễ dàng lau nhẹ nhàng, làm sạch da nhẹ nhàng ở trong ngày đúng không? Đấy là một cái công dụng rất là yêu thích của toner nữa. Khi mà chúng ta cần phải lau lại kem chống nắng thì cũng sẽ dùng toner để lau lại nhẹ nhàng trong ngày, thì nó sẽ không khiến da bị khô quá và vẫn đủ là sạch vừa đủ. Chúng ta có thể bôi một lớp kem chống nắng mới lên mà nó sẽ không bị dày và bị kết lại. Đến cuối ngày thì chúng ta tẩy trang sạch là ok rồi. Còn có rất nhiều quan điểm các bạn nói là không nên dùng toner hay như thế nào đó, thì đó là những cái trường phái khác nhau. Còn bác sĩ Ngọc, ở quan điểm bác sĩ Ngọc thì bác sĩ Ngọc nghĩ là các bạn hãy có một chai toner, không phải là để cân bằng pH thì cũng có thể là để làm sạch da nhẹ nhàng trong ngày nữa. Và một sai lầm nữa bác sĩ Ngọc muốn nhắc nhở các bạn là các bạn đừng rửa mặt bằng nước nóng nhiều. Bởi vì rửa mặt bằng nước nóng các bạn nghĩ rằng nó sẽ có thể là giúp giãn nở lỗ chân lông ra để chúng mình đưa sữa rửa mặt vào sâu hơn được này và làm sạch da sâu hơn đúng không? Tuy nhiên là cái việc mà các bạn rửa mặt bằng nước nóng như vậy nó sẽ khiến da của chúng ta bị bay hơi nước dễ dàng hơn. Khi mà cái nước nóng làm nhiệt độ của da tăng lên thì cái tốc độ bay hơi nước ở trong da nó cũng sẽ nhanh hơn, và từ đó nó có thể kéo theo nước ở trong da đi ra bên ngoài và khiến da chúng ta trở nên khô hơn và dễ nhạy cảm hơn. Vì vậy cho nên là nhất là trong những ngày khô hanh như này này mà các bạn thử rửa mặt bằng nước nóng mà xem, đi ra ngoài là da nó khô cong lên và rất là khó chịu. Thế cho nên các bạn hãy chỉ rửa mặt bằng những cái nước mà tan giá thôi, tức là nó không bị lạnh thôi, ấm ấm một chút thì cũng được, nhưng mà không nên rửa mặt bằng nước nóng. Nước mát là bác sĩ Ngọc thích nhất, rửa mặt bằng nước mát nó rất là dễ chịu và tỉnh táo. Và tóm lại trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc chỉ muốn nhắc các bạn rằng hãy dùng double cleansing nhá, tẩy trang phù hợp đến cho da của mình này như ở bên trên đã trình bày rồi. Và sữa rửa mặt thì hãy nên chuẩn bị hai loại sữa rửa mặt là tốt nhất, một loại nhẹ dịu và có thể những cái dạng như là dạng milk hoặc là những cái pH chuẩn dùng vào buổi sáng, và một cái loại dùng vào buổi tối là cái dòng có thể kết hợp thêm điều trị cho mình. Và tiếp theo là những cái sai lầm mà chúng ta cần tránh, đó là massage quá lâu, rửa mặt quá là kỹ, nghĩ rằng sạch nhưng mà như thế nó rất là dễ tổn thương da. Thêm nữa là cái việc chúng ta rửa mặt bằng lạm dụng máy rửa mặt thì cũng vậy thôi, nó sẽ gây ra những cái tổn thương vì nó đóng vai trò như là một cái tẩy tế bào chất vật lý ở trên da vậy. Rất là sạch này, giúp cho kích thích tăng sinh collagen này, nhưng mà nếu như mà lạm dụng thì da nó cũng sẽ bị dễ bị tổn thương và thậm chí là nó sẽ có thể bị mỏng đi thêm. Một vấn đề nữa đó là cái này thì cũng tùy quan điểm, nhưng bác sĩ Ngọc khuyên rằng các bạn hãy nên dùng thêm toner. Có một số bạn không dùng toner mà dùng những sữa rửa mặt pH cao thì sẽ khiến da dễ dàng bị hư hại cái lớp hàng rào bảo vệ hơn rất là nhiều và làm tổn thương lên cái lớp màng axit ở trên da ấy. Và cuối cùng một điều cần tránh nữa là các bạn hãy đừng rửa mặt bằng nước nóng, mà chúng ta rửa mặt bằng cái nước mà nó tan giá thôi, nó không bị lạnh thôi, có thể hơi ấm một chút nhưng mà chúng ta rửa mặt bằng nước mát thì nó cũng tỉnh táo và nó sẽ không bị bay hơi nước trong da đi nhiều, hạn chế mất nước cho da. Và video ngày hôm nay thì chỉ đến đây thôi, hy vọng là đã cung cấp cho các bạn những cái điều thật là bổ ích xung quanh những cái việc tưởng chừng rất là đơn giản mà có thể một số bạn đang làm chưa đúng, đó là rửa mặt. Và nếu như thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó nhé. Và bây giờ thì đừng ngại gì nữa, ấn đăng ký bác sĩ Ngọc đi và ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể gặp nhau nhiều hơn. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.